lũ yêu tú luôn. Đến 10%. Go Dragon City, go. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của mình. Lại là mình, Vũ Lít đây. Và chào mừng các bạn đã tới phần tiếp theo của tựa game Dragon City. Và nếu các bạn cảm thấy thích, đừng quên bỏ lại cho mình một like và đừng quên chia sẻ video để ủng hộ cho mình nha. Đó chính là cái động lực rất là lớn cho mình làm thêm những cái video tiếp theo hay hơn. Ok mọi người, thì hôm nay sẽ là một cái clip gọi là kết thúc, trước khi kết thúc cái arena cũ và chúng ta sẽ bắt đầu một cái arena mới nha mọi người. Và mình nghe đồn là chiều nay sẽ có sự kiện đua heroic đấy, không biết là mọi người đã chuẩn bị chưa, nhưng mà nghe đồn là như thế thôi nha. Hiện tại đang có nhiệm vụ bang hội là Brit Dragon, một người sẽ cần đâu đó tầm 10.000 điểm các bạn ạ. Sao tự nhiên bây giờ bang của mình nhiều người không làm vậy? What the hell, mình để ý rồi nha, khi nào mà mình quay clip ấy thì người ta mới chịu làm. Còn mình không quay clip xong rồi cái mấy ông này không chịu làm xong bị kích ra xong rồi đi chửi các bạn ạ. Buồn vãi trưởng. Nên là thôi dạo này siêng làm một clip hơn chút xíu nha. Đó, chăm chỉ một chút. Đây mình sẽ cho mấy con này ra làm mấy cái nhiệm vụ hát trinh các bạn ạ. Đó, toàn mấy tiếng không đó. Làm đủ sao một người đủ mười mấy nghìn điểm là ok. 25 tiếng rồi vẫn chưa phải là con ngon à. Còn 4 tiếng nữa là kết thúc cái sự kiện này rồi. 7 tiếng này, để mình vào mình đi cho nốt các bạn ơi. Cái sự kiện giải cứu này mình cảm giác là mình đi không được nhiều ấy. Ủa, nó có cái gì vậy? Cái này đâu có gì đâu ta. Thôi mình cứ tiếp tục là đi theo cái cuộc hành trình các bạn ạ. Đi theo cuộc hành trình nhá. Đấy, đi theo cái này đi. Đi theo cốt truyện đi các bạn. Đi theo cốt truyện thì sẽ dễ kiếm được mấy cái đồ ngon hơn. Là các bạn đi từ lừa hột dưa. Người đi từ lừa hột dưa thì khó kiếm được đồ ngon lắm. Cho nên là quyết định cuối cùng của Vũ vẫn cứ là đi theo cốt truyện. Đó. Đi thôi. Mấy cái này thì không cần xem quảng cáo lấy khai đâu nha. Ví dụ có giường gì ngon ấy, thì mình sẽ xem quảng cáo và lấy khai sau. Còn với mấy cái giường này thì không có gì hết, cho nên là mình sẽ không coi quảng cáo để lấy khai nha. Ui, đi bắt đầu đi thế đồ ngon rồi đấy mọi người thấy không? Đó, toàn ấy chứ đâu, cái giường này có đồ ngon đấy, 150 gem ấy, 5 gem thôi cũng được. Cái giường đấy mình có thể xem quảng cáo để nhận lấy khai ấy. Ok, lại thêm một cái giường nữa. Ở đi nốt cái này đi. Hiện tại thì mình đang ở hạng 12 của cuộc Doros. Cái này thì được này, cái này có 150 gem này. Chờ xíu mình xem quảng cáo ấy nhá. Ok, xem quảng cáo xong rồi. Bây giờ thì mình sẽ mở hai cái dương ra để xem bên trong nó là cái gì nhá. 2 gem à? Không ngon rồi. Tiếp theo, 100. Vẫn là 2 gem. Không sao, bỏ mất 30 giây cuộc đời. Nhưng mà bù lại thì mình vẫn nhận được đó là 4 gem. Cũng ok các bạn ạ. Cày 4 game mà tính ra cũng khó ấy chứ. Nhiều khi mà mình xem quảng cáo ấy, cái quảng cáo thứ 15 ấy mà mình mới nhận được có 1 game thôi. Đây mình chỉ cần xem một cái quảng cáo mà nhận được 2 game mình thấy nó vẫn là ok. Không lỗ nha mọi người. Ây da. Còn 5.000 điểm không biết có đi được cái con cuối này hay không ta. Ô vãi. Mở gọi là dương Legend lại nhận được rồng huyền thoại này. Dạo này mình có cảm giác là cứ mở 3 dương thì sẽ nhận được một con rồng huyền thoại các bạn ạ. Tỷ lệ nó thường là như thế. Còn chắc chắn hay không thì mình không có biết nha. Ây da, từ từ đã, để mình đi nốt cái con này đã các bạn ơi. Mình thấy ở dưới đây nó còn còn thêm đây này. Đấy, còn thêm cái dương kia, để mình đi nốt cái dương kia đi. Mình chỉ sợ là tí đi thì nó bị thiếu thôi. Thôi cứ tranh thủ đi nốt các bạn ạ. Cái quả táo đồng này không có gì ngon này, 230 trái cây à. Không ngon lắm. Đi tiếp cái dương Legend này xem nào. Ui, thôi khỏi đi. Nghĩ là không có nữa đâu. Mở được hai quả trứng, mở được hai con rồng Legend một lúc thì quá là bá đạo luôn. Điều đó là rất là khó có thể xảy ra này. Drybot. Cái này còn mấy ngày nữa nhỉ? Mấy này mở toàn ra cái ship Timber thôi các bạn ạ. Cảm giác nó không ngon lắm. Rồi, giờ đi giải cứu con này đi. Giải cứu nốt con này là xong. Đó. Nhưng mà con này chắc cũng phải 7-8.000 các bạn ơi. 4.500 chắc là không đủ đâu. Đây, mở mấy cái này nữa. Ok. Naza Dragon. Thời đại này là thời đại hải tặc các bạn ạ. Ai cũng ra khơi đi tìm kho báu hết rồi. 600 mấy nghìn tỏi mà. Nhiều quá. Đếm không xuể luôn. Chắc là đủ phần chia tất cả mọi người đúng không? Ai mà chưa lên thuyền thì các bạn hãy vào với băng hải tặc gà sinh tồn của mình đi. Băng hải tặc gọi là đông. Đang uống gọi là biến thành đông người các bạn ạ. Cái colo này có ngon không nhỉ?
quan trọng là mấy cái này này mà mình mở toàn ra cái timber thôi các bạn ạ, cho nên là mình thấy nó không ok lắm. Được cái cờ hải tặc rồi này. Đấy, giới thiệu với các bạn cờ hải tặc của băng hải tặc Gà Sinh Tồn. Let's go. Cái này có xem quảng cáo không ta? Mình mở hai lần đấy. Thôi khỏi quay đi, quay thôi chứ. Mở một lần 150g bằng 70 lần 70 lần mở kia. Nói thôi chứ hơi lười cho nên mình không xem. Chứ bình thường thì mình vẫn xem đấy mọi người ạ. Đấy, chứ mình xem xong mình cắt video đi mọi người xem. Chả mất thời gian chờ của mọi người ấy, chỉ mất thời gian chờ của mình à. Đấy, các bạn đi theo cái cốt truyện này thì các bạn sẽ kiếm được rất là nhiều những cái ngoại trang nhé các bạn. Đấy, những cái ngoại trang này thấy không? Đó. Cái này nè, cái này nè. Chứ các bạn mà đi một cái cốt truyện chính thì nó nói chung là các bạn có thể lượm được ấy. Lượm được con rồng ngon nhưng mà tổng quát thì cá nhân của mình thấy tổng quát nó không ngon. Giống như kiểu các bạn chơi cái sự kiện mà leo tháp ấy. Cái leo tháp ấy các bạn leo thẳng lên các bạn lấy được con rồng legend nhưng mà các bạn không lấy được mấy cái râu ria của sự kiện. Thì cá nhân của mình thấy thì nó không ngon. Chắc là cũng tùy người, người sẽ thấy ngon, người sẽ thấy nó không ngon. Nhưng mà cá nhân của mình thì câu trả lời vẫn là không ngon nha. Nên là cũng tùy á. Trời ơi, hai cái chìa khóa này. Đi tiếp các bạn ơi. Có đủ để đi lấy được cái dương cam ở dưới không ta? Mình nghĩ là chỉ cần đủ để đi lấy cái dương cam ở dưới là ok. Đi được ăn ba cái dương một lúc này. Ồ, cũng gần đủ ấy chứ. Khá là ngon đấy chứ. Trời ơi, 212 game. Cũng ok. Nói chung là mình cày đủ cái điểm mua cái pin rồi các bạn ạ. Cày đủ điểm mua cái pin là khá là ngon rồi. Mấy cái này ui, vừa đủ luôn các bạn ạ. Ngon. Nhưng mà không đủ để lấy luôn đấy con rồng. Lên hạng 6 luôn mà. Đấy, toàn được cái ship timber đấy các bạn thấy không? Toàn ship timber thôi. Xem nào. Đây, cái này thì sao? Còn có 4 tiếng nữa kết thúc à? Ui, tính ra mình cũng chả... được quả trứng rồng VIP luôn này. Ngon. Ui, đã nha. Rồi, thế thì mình sẽ mở cái quả trứng rồng VIP này ra để xem bên trong nó có gì nào. Let's go. Terra Titan Dragon, một cỗ máy farm food. Ngon. Được nha mọi người. Khá là ok. Đây. Mở mấy cái này nữa các bạn. Mở mấy cái dương này ra nữa. 50 mảnh nha. Con này có một cái con nó khá là giống ấy, nó tên là Clone 2 Dragon các bạn ạ. À, thêm một con VIP Mythic. À không phải, một con Mythic chứ không phải VIP các bạn ạ. Đó nó gọi là Mythical à. Ra được mảnh của rồng Heroic rồi này. Khá là ngon nha. Tiếp theo là mở nốt với cái này này. Hôm nay có nhiều thứ để mở quá ta. 50 Orb Legend à. Tiếp tục anh em ơi. Let's go. 30 Orb của Mythical à. Cũng được. Đây, quả trứng các bạn ạ. Quả trứng và cái dương rồng huyền thoại tiền sử. Mở. Con này nhìn đẹp vậy. Lanter Finder Dragon. Con này nhìn đẹp quá các bạn. Nhìn là cái chỗ để treo nến đấy. Chỗ để treo nến ở mấy nhà giàu họ hay để ở giữa đấy. Đẹp nha. Rồi, bây giờ thì mình sẽ mở nốt cái này. Đó. Cái này thì cái đấu trường sau mình sẽ được đánh một lần được 10 cái. Công sức cày cuốc ấy mọi người. Công sức cày cuốc cũng đã thành chính quả. Tôi đã cày xong. Và các bạn thì sao? Hãy để lại comment phía dưới nhá. Và hiện tại là mình đã cày được 32 cái con quảng cáo rồi. Cái con quảng cáo này cũng khá là quan trọng nha mọi người. Cày đủ cuối tháng là mở ra để có thể nhận được rồng Heroic. Cũng khá là ngon, khá là ok. Không tệ nha. Mở mấy cái này ra hên xui được game không? Mở cái 70 con game. Cái này thì không có nha mọi người. Cái này thì toàn ra mấy cái thứ lom dom không à. Rồi, và chắc là mình sẽ tạm dừng cái clip ở đây thôi. Nếu các bạn cảm thấy thích, đừng quên bỏ lại một like và đừng quên chia sẻ video để ủng hộ cho mình nha. Đó chính là cái động lực rất là lớn giúp mình làm thêm cái video tiếp theo hay hơn. Còn bây giờ thì xin chào, tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn vào những clip tiếp theo của mình nha. Bye bye.